Rồi, xin chào anh em, lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ con số 8. Thì ở trong video ngày hôm nay mình sẽ cập nhật cho anh em những cái diễn biến mới nhất trên thị trường của chúng ta trong vài ngày qua thôi, nhưng mình cho rằng trong tuần này chúng ta đã có những cái bước chuyển biến nó rất là nghiêm trọng. Và tại sao nó là nghiêm trọng đến như vậy thì mình sẽ không dài dòng nữa mà chúng ta hãy cùng tiến ngay vào cái video ngày hôm nay. Thì đầu tiên, như anh em đã thấy ở trên màn hình của mình, là ngay tại thời điểm mình làm cái video này đó, thì giá của BTC đang đâm rất là mạnh nha anh em. Trong vòng 24 giờ qua thì BTC nó đã đâm hơn 10% rồi. Và nó đang giao dịch ở cái mức gọi là 20.400 đô. Và nó chỉ còn cách cái đỉnh của chúng ta vào năm 2017 trong một cái chu kỳ uptrend đó là tầm khoảng 20.000 đô, tầm 400 giá thôi anh em. Và tại sao mình lại đề cập cái vấn đề đầu tiên? Đó chính là anh em biết á, là vào tháng 5 vừa qua đúng không? Khi mà cả một cái giới tài chính của Mỹ á, là họ cho rằng á, là cái mức lạm phát nó sẽ bị kìm hãm ở cái mức gọi là 8,3%. Và dường như á, là các chuyên gia kinh tế tài chính của Mỹ đó là trong 10 ông thì hết 9 ông đều cho rằng là ok, cái mức lạm phát nó sẽ duy trì ở 8,3% thôi. Nhưng mà anh em có biết á, là khi mà Fed đưa ra một cái báo cáo vào tháng 5 đó thì nó lại tăng lên 8,6%, tức là những cái giải pháp điều tiết của Fed và những cái đợt nâng lãi suất dường như là nó không có kìm hãm được cái vấn đề lạm phát anh em, và nó cứ tăng vù vù như vậy, và nó cao nhất trong vòng khoảng 40 năm trở lại đây. Và cái điều đó nó đã tác động cực kỳ ảnh hưởng tới cái thị trường của chúng ta, và giá BTC đã đâm khá là mạnh tính cho đến thời điểm hiện tại luôn. Và một cái điều nguy hiểm tiếp theo á, mà mình muốn nhắn gửi cho anh em á, là anh em có nhớ rằng là vào cái video mà mình làm tầm khoảng là tầm 2-3 tuần trước á, thì mình có nói về cái tính chu kỳ của BTC. Tức là nếu mà chúng ta xét theo những cái chu kỳ uptrend từ năm 2011 cho đến năm nay đó, thì cứ mỗi lần nó tăng mạnh lên như vậy thì nó đều chia xuống với một cái mức tương ứng đúng không? Nhưng mà chúng ta có một cái cơ sở dữ liệu chắc chắn rằng là BTC á, nó sẽ không có thủng qua được cái đỉnh trước đó, cái đỉnh trong một cái chu kỳ uptrend trước đó mà nó đã từng thiết lập. Mà ở đây chúng ta có là một cái mức giá là 20.000 đô anh em. Đó, và nếu vào thời điểm hiện tại, khi mà bây giờ chúng ta đang ở trong một cái chu kỳ downtrend nè, và cái thời điểm mình làm cái video này đó mà BTC tiếp tục thủng qua cái mốc 20.000 đô thì mình cho rằng là đây là một cái điều rất là nguy hiểm anh em. Tại vì nếu mà chúng ta xét trên cái phương diện gọi là phân tích kỹ thuật thì anh em có thể thấy, quan sát được rằng là trong cái chu kỳ uptrend của BTC đó, khi mà BTC nó đi từ khoảng là 10.000 đô đúng không? 10.000 đô lên 20.000 đô và hơn 20.000 đô nữa, thì chúng ta không có bất kỳ một cái cản nào mạnh ngay tại cái thời điểm đó cả. Và cái cản duy nhất chỉ là cái cản mà khi chúng ta chịu một cái cú crash vào năm 2020, khi mà nó sụp về 3.000 và nó lưỡng lự ở cái mức 10.000, sau đó nó sụp về 8.000, thì cái khoảng đó là cái khoảng kháng cự của BTC mà thôi. Đó, và khi mà không có bất kỳ một cái ngưỡng gọi là ngưỡng hỗ trợ và kháng cự nào cả trong cái đoạn mà từ 10.000 tới hơn 20.000, thì anh em biết khi mà nó thủng cái đó thì giá của BTC sẽ có chịu một cái lực bán rất là mạnh ở cái điểm này, và có thể sụt về những cái mức giá mà mình mới vừa đề cập cho anh em. Và cái điều thứ hai đó chính là về hiện tại cái vị thế của những cái quỹ lớn đầu tư trên thị trường thì cũng đang cực kỳ tồi tệ anh em. Như anh em đã biết đó, là trong tuần qua khi mà chúng ta đối chiếu về cái dữ liệu của MicroStrategy đi, thì MicroStrategy đó là một cái công ty của giám đốc Michael Saylor điều hành đó, thì đã giữ tầm khoảng là 129.000 BTC đó anh em. Và bây giờ cái mức lỗ khi mà nó sụp về đây thì anh em biết là nó hơn khoảng là 1,2 tỷ đô nha. Đó, nó tương ứng với cái số phần trăm là hơn 25% rồi. Và đối với El Salvador, đối với Tesla, đối với Block, đối với tất cả những công ty khác là đều chịu lỗ. Và người chịu lỗ nặng nhất đó chính là El Salvador anh em. Dường như là bị chia hai luôn, hơn chia hai luôn, vì cái mức DCA của họ là nó rơi vào tầm khoảng là 45.000 đô cho mỗi BTC. Đó là cái vị thế nha anh em. Thì anh em biết khi mà cái vị thế của các quỹ đầu tư nó đang bị lỗ nặng đến như vậy, cũng kèm theo các tỷ phú crypto như là CZ, như là Sam của FTX, hay như là Brian Armstrong của Coinbase, thì đều nói chung là giờ tất cả đều đang bị mắc cạn hết rồi. Thì dĩ nhiên là sẽ có người cắt lỗ và sẽ có người hold. Đó, thì khi mà họ cắt lỗ và với cái khối tài sản nó lớn như vậy chẳng hạn đi, thì đó cũng là sẽ là một cái yếu tố để mà tạo nên cái áp lực bán lên BTC, và điều đó sẽ cực kỳ nguy hiểm. Rồi, và cái điều nguy hiểm mà mình muốn đặt trọng tâm trong cái video ngày hôm nay đó chính là câu chuyện về STETH, hay mình xin được gọi là Stake ETH đi, và ETH anh em. Rồi, và trước khi chúng ta đi vào cái câu chuyện này đó thì nó, tại vì cái câu chuyện này thì nó khá là phức tạp nên mình sẽ tinh gọn một cách dễ hiểu nhất có thể cho anh em. Thì đầu tiên á, trước khi đi vào cái câu chuyện này thì anh em phải hiểu rằng là Ethereum á, là ETH đúng không? Nó đang tiến tới một cái bãi nâng cấp lên Proof of Stake để mà có thể hợp nhất lại hai cái blockchain để mà chuyển đổi cái cơ chế đồng thuận hoạt động của nó, mà mình gọi tắt là Ethereum 2.0 đi. Rồi, và để làm được cái điều này đó thì vào tầm khoảng năm 2020 thì Ethereum họ có ra một cái hợp đồng ở trên Ethereum 2.0 để mà cho người dùng có thể đem cái số ETH của họ để stake vào cái mạng này để mà có thể trở thành validator
cho mạng lưới trong cái quá trình nâng cấp. Thì khi mà anh em mà muốn stake ETH để mà tham gia cái quá trình nâng cấp của Ethereum 2.0 đó, thì anh em phải có tối thiểu là 32 ETH, một cái con số mà mình cho rằng là một cái số vốn quá là lớn đối với những anh em nhà đầu tư nào mà mình nhỏ lẻ, mình chưa có đủ vốn chẳng hạn. Thì từ đó nó đã cho ra đời một cái giao thức mà mình gọi đây là một cái giao thức Lido. Thì cái nền tảng Lido này đó là nó cho anh em có thể đem ETH của anh em stake vào, tham gia vào cái quá trình nâng cấp này của Ethereum. Nhưng mà nó không có phải gọi là bắt buộc anh em phải có 32 ETH, mà anh em có bất kỳ ETH nào, anh em có 1, 2, anh em có 10, anh em có 20, anh em có 5 đó, bất kỳ một cái con số nào linh hoạt thì anh em đều có thể đem cái số ETH đó để mà anh em stake vào. Rồi, và khi mà anh em đem cái số ETH anh em stake vào đó, thì Lido sẽ cho anh em nhận ngược lại một cái đồng mà ở đây á, mình gọi một cách đơn giản, tại vì cái đồng này nó là một cái rebase token, nhưng mà một cái đơn giản đó chính là một cái đồng đại diện cho ETH anh em stake vào, đó chính là cái đồng STETH, mà ở đây nó là stake ETH ha. Đó, cái đồng này nè anh em, đó trên màn hình của mình đây, đó chính là STETH. Rồi, tiếp theo á, thì sau khi mà Ethereum thực hiện cái quá trình nâng cấp xong, thực hiện cái merge hợp nhất xong đó, thì tầm khoảng 5-6 tháng sau thì người dùng có thể đem cái stake ETH của họ để mà có thể đổi ngược lại ETH ở trên Lido. Đó, thì về cơ bản thì người dùng có thể chuyển đổi 1-1 giữa hai cái đồng này với nhau. Đó, tức là bây giờ anh stake ETH thật vào thì anh cầm cái đồng này để anh đại diện anh bảo chứng cho cái việc anh stake vào thôi. Rồi, và mọi chuyện á nó sẽ rất là đơn giản nếu như mà cái hoạt động người dùng cứ tham gia stake rồi người dùng được nhận lại cái đồng stake ETH này ở trên Lido. Nhưng mà anh em biết á, thì với cái việc mà nâng cấp Ethereum đang tới gần, đúng không? Tại vì á, tầm khoảng một tháng trước thì các nhà phát triển của Ethereum họ có nói rằng đó là Ethereum sẽ tiến tới cái quá trình nâng cấp vào hồi tháng 8. Nhưng mà anh em thấy được rằng là trong khoảng từ 2 đến 3 tuần trở lại đây thôi, thì những cái bản testnet, robstand của Ethereum hay những cái bản cập nhật của Ethereum thì nó đều bị một cái sự cố khá là nhất định. Nó khiến cho cái việc người ta hoài nghi rằng là phải chăng là Ethereum tiến tới nâng cấp có đúng như kế hoạch của tôi mong đợi hay không? Đó là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai rằng là bây giờ họ đang rất là lo lắng rằng là với cái bối cảnh thị trường hiện tại thì liệu cái bản nâng cấp rất được mong đợi của Ethereum sau ngừng mấy năm phát triển như vậy thì liệu giá của Ethereum có tăng hay không? Đó, như anh em thấy như trên hiện tại là với cái giá Bit như thế này thì Ethereum cũng không thể nào gượng nổi nữa, chứ chưa nói đến việc là stake cái vấn đề mà Ethereum tiến hành nâng cấp xong rồi giá Ethereum sẽ đột biến. Đó là cái rủi ro cộng với việc là liệu nó có diễn ra đúng kế hoạch hay không nữa, thì tất cả quy chung lại thì cái tỷ lệ rủi ro về việc Ethereum giảm giá nó là cao hơn việc Ethereum sẽ đột phá sau cái bản nâng cấp tiến lên Proof of Stake. Đó, thì bằng cái việc này người ta lo ngại như vậy nên là bây giờ người ta phải hành động chứ anh em, tại vì người ta lỡ stake vào rồi, người ta nhận lại cái đồng cái stake ETH này, đúng không, thì người ta phải đang lo sợ chứ. Nhưng mà tự nhiên một cái điều trùng hợp thay á, là nếu mà không có một cái giao thức nào hỗ trợ cho cái việc mà đổi stake ETH qua ETH thì sẽ chẳng có một chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà chúng ta có ai? Chúng ta có Curve ha anh em. Thì á, Curve thì nó là một cái sàn DEX mà mình nghĩ rằng anh em đã quá là quen thuộc rồi. Nó cho swap giữa stablecoin với nhau ban đầu như vậy, sau này là nó sẽ mở rộng những cái pool nó ra thêm nhiều cái đồng khác nữa. Thì á, ở trên Curve đó nó lại cho người ta cầm cái stake ETH để mà đổi qua ETH ngay lập tức, mà không cần phải chờ đến tầm 5-6 tháng sau khi mà sự kiện demerge xảy ra để mà người ta đổi nữa. Rồi ha. Và chính vì có cái pool này nên là những cái người mà họ lo lắng về cái việc gọi là Ethereum giảm giá sau demerge thì bây giờ thay vì họ chịu lỗ ít còn hơn là họ chịu lỗ nhiều. Anh em hiểu ý mình không? Để mình ví dụ cho anh em dễ hiểu hơn nha. Ví dụ bây giờ anh em mua 2 ETH, mỗi đồng là 1.000 đô đi, thì anh em đã bỏ ra 2.000 đô để mà anh em tham gia stake vào Lido, đúng không? Và sau đó Lido sẽ trả cho anh em 2 stake ETH. Rồi, nhưng mà tầm khoảng 2 tháng sau Ethereum giảm, sự kiện demerge được xảy ra, và anh em phải đợi tới tầm khoảng 5 tháng sau nữa, tức là anh em phải chờ 7 tháng thì anh em mới được đổi cái stake ETH này lại về cái ETH thật của anh em. Đó, nhưng mà vào lúc đó đó, với những cái rủi ro mà mình vừa đề cập cho anh em, như là về biến động thị trường nè, về những cái điều liên quan đến sự trì hoãn của Ethereum chẳng hạn, mọi việc nó không diễn ra như dự kiến, thì đến cái thời điểm đó thì Ethereum nó giảm còn 500 đô chẳng hạn, thì chẳng khác nào bây giờ anh em cầm 2 stake ETH anh em đổi lại là được có 1.000 đô thôi, tức là anh em bị chia 2, đúng không? Thay vì bây giờ anh em cầm cái stake ETH này anh em đem qua Curve anh em đổi lại ngược lại ETH, thì mặc dù giá ETH bây giờ nó có giảm một tí, nó giảm còn 950 đô đi,
nhưng mà anh em nó đồng nghĩa với việc là anh em chấp nhận cắt lỗ vậy đó. Anh em chấp nhận cắt lỗ, mình lỗ tầm khoảng 100-200 đô cũng không có sao. Còn hơn là việc mình đã lóc vô rồi mà mình lại đợi cho đến khi nó chia hai thì đến khi mình đổ ra thì nó chẳng khác nào là mình đã không có những cái biện pháp để mà có thể đối phó với những cái rủi ro mình đang trực chờ đó, đúng không anh em? Thì cái bull curve này nó sinh ra để như vậy ha. Rồi, và cái việc đó thì đối với nhà đầu tư cá nhân của mình nghĩ vậy, và các tay to, các quỹ lớn trên thế giới họ cũng nghĩ như vậy anh em. Tại vì anh em biết á, là cái việc mà stake ETH trong Lido đó nó rất là cao. Tại vì tầm khoảng tháng 7, tháng 8 thì Lido đã trở thành một cái giao thức mà có TVL lớn nhất trong ngành DeFi luôn em. Nó vượt qua cả Curve đó. Tại vì sao? Tại vì lúc đó thì thị trường nó biến động quá là nhiều, mà nên là những nhà giao dịch, những cái quỹ đầu tư lớn họ không có còn trade để mà có thể kiếm được lợi nhuận nữa, mà thay vào đó họ đem tất cả để mà họ stake trong Lido và họ nhận lại cái lãi suất từ Lido trả về cho họ, đúng không? Đó, nên là cái lượng, cái pool ETH được stake vào Lido rất là nhiều và đến từ quỹ lớn với một cái giá trị khá là khủng anh em. Đó, và Lido nó chiếm khoảng 30% cái thị phần stake ở trong cái Ethereum 2.0 nữa. Vì vậy đó, nhưng mà đến thời điểm hiện tại khi mà những cái rủi ro mình vừa đề cập cho anh em, nó khá là rủi ro đối với những cái quỹ. Tại vì cái số tiền của họ được đếp vào, được stake vào rất là lớn, nên là họ mới nảy ra một cái biện pháp và nó xuất phát từ một cái quỹ mà mình cho rằng là khi mà nói đến tên cái tên quỹ này thì rất nhiều anh em biết được cái danh tiếng của cái quỹ này, đó chính là Alameda Research. Thì cái quỹ này đó, cái quỹ này thì ban đầu đó thì khi với những cái lý do mà mình vừa đưa ra cho anh em thì cái quỹ này á đã cầm một đống tiền luôn, và cụ thể là tầm khoảng là mình nhớ không nhầm thì nó tầm khoảng là gần 50 triệu đô anh em, 50 triệu đô stake ETH này nè. Đó, và cái quỹ này đó nó đem lên Curve để mà nó đổi qua ngược lại ETH. Đó, mà anh em đó, như mình trình chiếu cho anh em vào thời điểm mình làm video này thì anh em thấy không? Thì cái lượng mà stake ETH ở trong đây á, cái lượng thanh khoản nó chiếm tới 79,7% và cái lượng ETH nó chỉ có là 20,3%, và cái điều này nó gây ra một cái sự trượt giá rất là lớn giữa hai cái đồng này. Nói một cách dễ hiểu hơn thì anh em có thể thấy là một ETH có thể đổi thành là 1,05 stake ETH ở đây. Đó, tức là đặt trường hợp đề quỹ thì bây giờ họ đang cầm stake ETH đi và họ đổi ngược lại ETH với một cái tỷ lệ trượt giá là chỉ còn là 0,94 ETH thật thôi. Tức là họ bị trượt giá có khoảng là dường như là gần 5% anh em, gần 5%, tức là họ bị lỗ đó so với cái lượng stake ETH ban đầu của họ. Nhưng mà tại sao họ lại chấp nhận như vậy? Tại vì cái số tiền của họ được stake vào hợp đồng Ethereum 2.0 nó quá là lớn anh em. Và nếu mà một cái câu chuyện tồi tệ nhất mà mình vừa đề cập, mình vừa nói cho anh em là lỡ sau này khi mà ETH nó triển khai xong và họ phải đợi thêm tầm 5-6 tháng thì họ mới đổi ngược lại qua ETH thật, mà lúc đó giá ETH gần như là chia 2, chia 3 thì dĩ nhiên cái khoản lỗ nó còn khổng lồ hơn bây giờ nữa. Vì thế Alameda Research họ đã hành động như vậy ha. Đây, thì đây là một cái ảnh để cho anh em có thể biết được rằng là những cái giao dịch ví của Alameda Research họ đã đẩy qua cái bull của Curve để mà họ xả ra ETH nó như thế nào. Và khi mà với cái việc mà thanh khoản nó kém như vậy, thanh khoản giữa cái cặp swap giữa ETH và stake ETH nó kém như vậy, cộng với cái vấn đề mà bây giờ họ xả với một cái lượng token lớn như vậy, thì dĩ nhiên cái việc lệch bác nó sẽ xảy ra rất là nhanh chóng. Và anh em thấy đến bây giờ đó thì cái dấu hiệu mà trượt giá nó vẫn chưa được khôi phục. Tức là sao? Tức là nó đã gây ra một cái sự chênh lệch giá giữa cái tỷ lệ 1:1 stake ETH và ETH. Và không chỉ riêng quỹ Alameda đâu, mà anh em có thể thấy được rằng đó, rất nhiều người trên Twitter đó thì họ nói rằng là cái việc mà Alameda xả thì cái đó chỉ là một cái hành động đơn phương của một quỹ mà thôi, nhưng mà về những cái quỹ khác họ đang tham gia vào cái vấn đề stake ETH ở trên Lido thì còn có những cái tên như sau. Đó chính là AM16Z, một cái tên cũng khá là lớn đúng không anh em, Coinbase, Paradigm thì anh em biết là đây là một cái quỹ tiền mã hóa mà họ năm ngoái họ lập một cái kỷ lục là họ thành lập ra một cái quỹ tiền mới trị giá khoảng là 2,5 tỷ USD, rất là lớn. Chúng ta có DGC, đây DGC là một cái công ty mẹ của quỹ đầu tư tiền mã hóa lớn nhất thế giới, Grayscale ha anh em. Chúng ta có Chum và Three Arrow, đó những cái tên mà được gọi là hàng đầu trong ngành luôn. Vậy thì chúng ta hãy đặt ra một cái câu hỏi rằng đó là sau hành động của Alameda Research thì những cái quỹ này họ có làm theo hay không? Thì đó vẫn là một cái câu trả lời mà mình cho rằng là đến bây giờ vẫn chưa có lời giải đáp anh em. Và dĩ nhiên cộng đồng của chúng ta sẽ có một lý do để lo ngại rằng là nếu mà 6 ông còn lại mà đi theo làm theo Alameda Research thì câu chuyện gì sẽ xảy ra nữa, đúng không? Rồi, và đó chỉ là một cái
yếu tố để mà góp phần vào cái nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là Celsius. Đây, chúng ta đi đến Celsius đi. Thì anh em biết á, là Celsius á, họ là một cái nền tảng lending mà họ cho người dùng có thể gửi crypto vào để mà nhận lãi suất. Nó y chang như Anchor vậy anh em. Nó y chang như Anchor protocol bên Terra vậy. Nhưng mà Celsius thì họ cũng có uy tín và có vị thế từ khoảng rất rất là lâu rồi, được thể hiện qua những cái bằng chứng như anh em thấy là tầm vào tháng 11 năm ngoái đó, thì họ raise được khoảng là 750 triệu và đưa cái valuation của họ lên tầm khoảng là 3.5 tỷ gì đó. Và cái tài sản quản lý của họ đó đã từng có lúc mà trở thành dường như là rất là lớn trong ngành DeFi, nó lên tới khoảng là 19-20 tỷ đô cơ. Đó, vì thế nên cái vị thế của Celsius nó rất là lớn. Nhưng mà sau khi mà một cái câu chuyện mà stake ETH và ETH nó xảy ra đó, thì cái lỗ hổng ở đây nó mới xuất hiện nè anh em. Cái lỗ hổng ở đây nó mới xuất hiện khi mà đã có rất nhiều người trên Twitter đó, thì họ cho rằng đó, họ mới mò ra được một cái thông tin rằng đó là cái việc mà Celsius trả một cái API nó cao cho người dùng, hình như là nó lên tới 18.63%, đúng không? Và cho người dùng có thể mà thế chấp crypto để mà có thể cầm cái tài sản crypto của mình nè, mình đem vô để mà mình vay cái tài sản crypto khác rồi mình đi làm gì đó là việc của mình. Đó, và để duy trì được cái sự cân bằng đó trong cái giao thức đó, thì Celsius dĩ nhiên thì họ phải lấy tài sản của người dùng crypto để mà họ đi họ farm trên những cái giao thức DeFi, hoặc họ đi họ đem thế chấp để mà họ vay để mà họ làm chuyện của họ chứ, đúng không? Thì họ mới duy trì được một cái lợi suất cao như vậy đối với người dùng. Thì á, và để trả được những cái đó thì một mặt họ làm như vậy, và một mặt á, thì cái pool thanh khoản của họ nó phải cực kỳ lớn để mà có thể cho phép người dùng có thể rút tiền bất kỳ lúc nào. Tại vì nếu anh em biết á, khi mà cái nguồn dự trữ, cái pool thanh khoản của anh em không lớn, thì khi mà người dùng họ rút tiền ồ ạt ra đó, thì chúng ta làm gì có tiền nữa, thì chúng ta sẽ dẫn đến vỡ nợ mà thôi, đúng không? Nhưng mà sau khi mà cái sự cố stake ETH và ETH nó xảy ra đó, thì đã có những cái người nổi tiếng trên Twitter họ đã mò ra được cái lỗ hổng này của Celsius. Họ nói rằng đó là phần lớn cái thanh khoản, cái nguồn dự trữ của Celsius đó, chỉ phần ít được phân bổ vào ETH thật mà thôi, còn lại là đều nằm dưới dạng stake ETH và cái việc mà staking và cái việc mà ETH được đem bị lock. Tức là sao? Tức là đây, ở đây anh em có thể thấy rõ ràng là chỉ có 27% là ETH thật mà thôi, và nó rơi vào tầm khoảng là 268.000 ETH. Tức là bây giờ người dùng họ muốn rút ra ngay lập tức cái tài sản của họ, thì họ chỉ được rút thuộc cái phần gọi là 268.000 này thôi. Còn cái phần mà 445.000 này là stake ETH và ETH 2 staking là 288.000 này, thì hai cái này là nó bị thanh khoản kém, và thậm chí là mình ở đây mình nói rằng là nó không có thanh khoản. Tức là sao? Tức là cái phần này nó bị lock và người dùng phải chờ mòn mỏi tới 1 năm thậm chí là hơn để mà có thể rút cái số này ra. Đó, và cái lỗ hổng nó tiếp tục bị cuộn lên. Vì sao? Vì theo nhiều nguồn thông tin thì cho biết rằng á, là khi mà người dùng họ nhận ra được cái lỗ hổng này đó anh em, thì họ đã liên tục họ rút tiền của họ từ Celsius ra, và cái mức trung bình một tuần của họ là 50.000 ETH anh em, 50.000 ETH, và chưa tính những cái khoản tài sản crypto khác như là về BTC, về USDC, về DAI, về USDT. Tại vì những cái đó mình không có track được, tại vì anh em biết á, nó lại liên đới tới một cái gọi là vì cái vị thế của Celsius và cái vấn đề tài sản của họ nó quá là lớn, nên những cái nguồn đó mình không có track được, mà ở đây nó chỉ là ETH thôi, tại vì đây là cái pool lớn nhất ha anh em. Đó, thì anh em nghĩ đó, với một cái số lượng thanh khoản ETH có thể rút lập tức được là 268.000, mà cứ mỗi tuần như vậy người dùng lại liên tục rút ra 50.000, thì mình nhân cho 5 tuần đi là tầm khoảng là hơn một tháng một tuần, đúng không? Đó là 5 tuần, thì điều này có nghĩa là sau 5 tuần cái lượng ETH mà có thể rút ra được trong cái thanh khoản, trong cái pool của Celsius nó sẽ bị cạn kiệt. Và điều này nó dẫn đến gì? Nó dẫn đến Celsius sẽ mất khả năng chi trả anh em, sẽ mất khả năng trả nợ cho khách hàng, và dẫn đến gì? Dẫn đến phá sản và vỡ nợ, đúng không? Rồi, và chính vì cái lý do này đó, để không để tình trạng này xảy ra đó, thì Celsius đã chọn cho mình một cái hướng đi. Tức là đầu tiên á, tại vì cái lượng mà rút tiền của người dùng nó quá là ồ ạt đi anh em, nên là Celsius đã thông báo rằng là chúng tôi sẽ đóng luôn, chúng tôi sẽ chặn người dùng, không cho người dùng rút tiền nữa, không cho người dùng mà giao dịch cũng như là hoán đổi token vào nền tảng của chúng tôi nữa. Và cái điều này á, nó đã gây một số cản trở nhất định đối với người dùng. Người muốn rút tiền ra thì không rút được, và người đang thế chấp tài sản vào trong nền tảng này
vào trong sales để mà có thể vay một tài sản crypto khác, nhưng mà giá lại đang đâm xuống thì họ sẽ dẫn đến bị thanh lý, và họ cũng không có thể đép thêm tài sản vào để mà có thể duy trì cái lệnh đó được. Và cái điều đó nó tạo ra một cái sự hỗn loạn tột cùng đối với Celsius rồi. Và Celsius đã tạm ngừng cái hành động đó đối với người dùng để mà có thể bơm thêm thanh khoản vào trong nền tảng của mình, để mà có thể với một cái hy vọng nào đó để mà sau khi thị trường uptrend trở lại hoặc là thị trường đảo chiều trở lại thì Celsius có đủ tiền để mà có thể trả lại cho người dùng anh em. Và Celsius đã thực hiện cái hành động đó như thế nào thì anh em thấy rằng là với cái số mà stake ETH như thế này là 445.000 đúng không? Rồi thì Celsius đã sử dụng lại phần lớn tài sản của mình, như là về stake ETH nè, về Wrapped BTC nè, Chainlink nè, hoặc là những cái đồng khác mà công ty đang sở hữu ở trong cái nguồn dự trữ của mình để mà có thể đi vay ha. Thì ở đây á, cái ví đầu tiên mà mình muốn cho anh em xem đó chính là đây là tổng quan những cái nền tảng lending mà Celsius đã vay. Thì ở đây mình có phân ra rõ ràng cho anh em, đây chính là AV ha. Rồi AV á, thì Celsius á, tổng cộng đó thì đã dùng cái số mà stake ETH của mình nè, Wrapped BTC, Wrapped ETH và Chainlink để mà có thể vay tổng nhiêu đây, USDC, DAI, USDT đó. Và tổng nợ của Celsius mà đang vay ở trên AV đó thì nó lại lên tới là 305 triệu USD được phân bổ bởi các tài sản như là USDC, DAI, USDT và REN. À, rồi tiếp theo là Celsius cũng dùng Wrapped BTC, ETH và COM để mà có thể thế chấp, để mà có thể vay DAI và USDC ở bên Compound. Và cái tổng giá trị mà cái khoản vay của Celsius bên Compound là nó là 215.3 triệu USD. Rồi và tiếp theo đó là ở bên MakerDAO thì Celsius họ đã dùng Wrapped BTC để mà họ thế chấp cho khoản vay DAI của họ, và họ vay tới là 228 triệu DAI cơ. Rồi thì anh em có thể thấy là đối với MakerDAO đó thì Celsius á, là họ đã dùng Wrapped BTC để mà họ làm một cái tài sản thế chấp để mà họ vay DAI. Thì tổng cái khoản vay của họ mà ở trên MakerDAO đó là họ đã vay khoảng là 229 triệu USD là DAI ha anh em. Rồi vậy thì cái điều này nó sẽ gây ra một cái nguy hiểm gì thì chúng ta hãy cùng đi mổ xẻ tiếp, tại vì nó có rất nhiều cái lớp mà mình cho rằng là nãy giờ nó cũng khá là phức tạp rồi ha anh em. Đó thì như anh em thấy ở đây đó, thì đầu tiên là trên AV thì ngay từ cái mà white paper của AV, ngay từ cái hướng dẫn của AV đó, thì họ có nói rằng đó là cái health factor này á là một trong những cái mà có thể đánh giá được rằng là khi nào mà bạn bị thanh lý, tức là sao, tức là cái health factor này là một cái, mình tạm dịch ra tiếng Việt đó, thì nó là một cái yếu tố để đánh giá được cái mức độ gọi là lành mạnh của cái khoản vay của bạn hay không đó. Rồi và nó được tính là bằng tổng cái tài sản thế chấp của bạn nhân với cái liquidation threshold, đó chính là một cái ngưỡng thanh lý của bạn, và sau đó bạn chia cho tổng cái khoản vay. Thì ở đây nó một cách đơn giản hơn đó, thì ở đây mình sẽ tính luôn cho anh em. Ví dụ như là nè, anh em thấy là AV ha, bây giờ rằng là cái khoản vay mà của Celsius trên AV là nó là 304 triệu đô đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ cộng lại cho anh em cái khoản thế chấp ha. Đây thì anh em có thể thấy rằng là đầu tiên chúng ta có stake ETH là 410 triệu 242310, chúng ta có tiếp theo là Wrapped BTC là 95 triệu 220556, chúng ta có tiếp theo nữa là 36 triệu 345736 của Wrapped ETH, và cuối cùng là Chainlink là khoảng là 4 triệu 523664. Rồi bằng rồi, đây chính là tổng cái khoản vay thế chấp của Celsius, sau đó chúng ta chia cho cái tổng vay của họ, đó chính là 304 triệu 038993, cái con số này anh em ha. Rồi bằng bao nhiêu đây, và chúng ta nhân cho gì, chúng ta nhân cho cái liquidation, cái ngưỡng thanh lý mà hồi nãy mình vừa nói với anh em á, và cái ngưỡng thanh lý đó mình kiếm ở đâu, thì anh em thấy rằng là cái pool lớn nhất mà Celsius để dùng để làm thế chấp đó chính là cái stake ETH. Và cái và trên AV đó thì họ có những cái này, những cái liquidation threshold này nè. Đó thì đây chính là một cái ngưỡng thanh lý mà họ đặt ra cho từng lớp tài sản. Nhưng mà tại vì ở đây á, là trên AV thì cái này lớn nhất nên mình lấy biểu trưng cho anh em để cho anh em dễ hiểu thôi. Nhưng mà chứ thực sự là mình phải cộng lại rồi mình chia ra nữa thì nó đang rơi vào khoảng là 0.81% đúng không? Thì nó là 0.81. Thì anh em có thể thấy được rằng đó là cái chỉ số health factor của Celsius trên AV thì nó đang rơi vào khoảng tầm 1.45. Đó thì ở đây thì chắc là nó cộng lại nhiều lớp tài sản nên nó tầm 1.42, nó tầm khoảng đó. Thì nếu mà cái ngưỡng mà health factor này đó nó rơi về dưới 1 đó anh em, thì anh em hiểu một cái chuyện gì nó sẽ xảy ra không? Đó chính là tất cả các tài sản thế chấp của Celsius đều bị thanh lý
Rồi, và đó là trên AV. Nhưng mà trên Compound thì chúng ta cũng có những một cái chỉ số tương tự tương quan luôn ha anh em. Và đặc biệt á, là anh em biết á, là ở trên Markdown thì chúng ta có một cái track mà họ đưa ra cho chúng ta rõ ràng luôn, đó chính là việc mà Sensor bây giờ họ đang thế chấp cỡ khoảng là bao nhiêu đây, Grab BTC để mà họ vay DAI đó. Thì nếu mà giá của BTC đó mà nó rớt về 14.000 đô tức là cũng bị thanh lý luôn rồi. Và để tổng cộng lại tất cả thì Celsius giờ hiện đang là cái tài sản thế chấp của họ trên ba cái nền tảng cho vay lớn này đó, thì nó đang rơi vào tầm khoảng là ở đây là 300 đúng không, rồi ở đây là 215 và ở đây là thêm 229 nữa, thì nó đang rơi vào khoảng tầm gần và hơn 800 triệu đô một tí đó rồi. Và nếu mà cái câu chuyện thanh lý hồi nãy mình nói với anh em á, nó xảy ra khi nào? Nó xảy ra khi giá BTC đâm về 14.000. Nó xảy ra khi cái chỉ số Hell Factor này nó giảm dưới 1. Và để cái chỉ số Hell Factor này nó giảm dưới 1 á, thì chúng ta có một cái tự số, đó chính là cái việc mà nhân với cái ngưỡng thanh lý cộng với cái tài sản thế chấp ở đây như là Stake ETH rồi Wrapped BTC, đó là chính là ETH BTC đều giảm cho thị trường giao ngay, thì sẽ kéo hàng loạt những cái tài sản này giảm xuống, và cái việc mà nó giảm về dưới 1 tất cả đều bị thanh lý hết rồi. Và nó dẫn đến một cái câu chuyện gì anh em có biết không? Nó sẽ dẫn đến một cái câu chuyện rằng là khi mà tất cả tài sản này nó đều của Celsius bị thanh lý trên ba nền tảng này, thì ngay cả AV, ngay cả Compound, ngay cả MakerDAO thì họ đều lấy tất cả những cái tài sản thanh lý này để mà họ xả ra chứ. Tại vì họ xả ra để họ lấy lại cái giá trị khoản vay mà họ cho Celsius vay ban đầu chứ đúng không? Ví dụ như anh em thấy rằng là nếu mà anh em thế chấp nhà anh em đi vay đi, thì nếu mà anh em bị thanh lý thì nhà thì ngân hàng sẽ lấy nhà anh em bán lấy tiền để bù được lại cái khoản vay đó, cái khoản cho vay đó. Và cái việc này nó lại càng tác động mạnh hơn, nó liên đới hơn nữa tới một cái câu chuyện Stake ETH hồi nãy mình vừa trình bày cho anh em nữa. Tại vì ở đây anh em thấy á, tất cả tài khoản ở đây là đều nằm dưới dạng gọi là dạng những cái token đại diện cho ETH thật và BTC thật thôi. Rồi, và nếu mà cái câu chuyện thanh lý xảy ra nha, thì đầu tiên AV Compound sẽ cầm nè Stake ETH đây, đem lên Curve và sau đó chuyển từ Stake ETH qua ETH thật ở trên Curve. Rồi, và sau đó cầm ETH ở trên Curve đúng không, để mà có thể swap qua stablecoin hoặc là chuyển lên Stake để mà đẩy qua stablecoin và thu về tất cả các tài sản đó về nền tảng của họ đó. Và cái câu chuyện đó nó gây một cái hậu quả rất là lớn, tức là về mặt giá cả của ETH trên thị trường giao ngay sẽ chịu một cái áp lực bán cực kỳ khủng khiếp anh em. Tại vì anh em nghĩ coi 800 triệu đô mà xả ra như vậy thì rất là khủng khiếp nha. Rồi, và cái hệ lụy thứ hai đó chính là về việc khi mà một cái lượng thanh khoản Stake ETH chuyển về ETH trên Curve nó quá là lớn, thì với cái thực trạng trượt giá như hiện nay, như anh em thấy là nó đang rơi vào khoảng tầm 1 Stake ETH chỉ bằng 0.94 thôi, và cộng với cái lượng Stake ETH khổng lồ này nữa được đè nén thêm nữa ở trên Curve đó, thì dĩ nhiên cái câu chuyện trượt giá nó sẽ ngày càng nặng nề hơn nữa. Và nếu câu chuyện trượt giá ngày càng nặng nề hơn nữa ở trên Curve khiến cho Stake ETH và ETH ngày càng thụt sâu hơn về cái vấn đề trượt giá, thì nó lại liên đới với cái việc mình vừa trình bày ở đầu video cho anh em, là các quỹ họ sẽ bắt buộc phải xả Stake ETH của ETH như Alameda Research thôi. Và mình không biết được rằng là Alameda Research họ còn bao nhiêu Stake ETH. Chúng ta không biết được một cái câu chuyện là Paradigm, Coinbase, DZC, 3Arrow Capital hay là Chum có biết bao nhiêu Stake ETH trong đó nữa. Và nếu họ liên tục họ tạo ra một cái hiệu ứng domino như vậy thì anh em nghĩ đi, thị trường của chúng ta sẽ như thế nào khi mà ETH bây giờ nếu nói về thị phần dominant thì chắc chắn sẽ không bằng Bitcoin. Nhưng mà nếu nói về xét trên altcoin thì ETH vẫn đang là một vị vua của altcoin khi mà chiếm một cái tỷ lệ thị phần rất là lớn trên thị trường của chúng ta. Đó, thì mình nói đến đó thì anh em cũng đã đủ hiểu được cái sức nặng của cái câu chuyện này nói như thế nào rồi đúng không? Và một cái điều nữa mà mình cho rằng đây cũng là một cái việc mà nó khá là hy hữu trong cái vòng xoáy tử thần này, đó chính là AV. Khi mà anh em thấy á, AV đã mở ra một cái pool cho người ta thế chấp Stake ETH để mà nhận những cái tài sản crypto khác như là về DAI chẳng hạn, như là về USDT, nói chung là về stablecoin đó. Đó thì bằng chứng ở đây anh em thấy đó, Celsius đã sử dụng Stake ETH để mà có thể thế chấp, để mà có thể vay mượn những cái khoản USDC DAI USDT này, thì nó lại liên quan đến một cái câu chuyện gì? Thì người dùng nó sẽ lợi dụng cái này để mà người dùng đem Stake ETH dev vào trong EV, lấy ra stablecoin và sau đó sao? Sau đó cầm stablecoin đó mua lại ETH trên thị trường, và sau đó cầm ETH trên thị trường để mà có thể dev ngược lại vào Lido Finance và nhận Stake ETH, và sau đó cầm Stake ETH đó để tiếp tục vay ở trên EV.
thì vô tình nó tạo ra một cái vòng lặp, tại vì họ ăn trên lệch phần trăm giữa cái việc mà trả những cái lãi suất ở trên Lido và họ ăn cái trên lệch phần trăm giữa thị trường nữa. Vì thế nên là nó tạo ra một cái vòng lặp mà mình nghĩ rằng là nó cứ lui tới như vậy. Và hiện tại đó anh em thấy được rằng á là total supply của cái bull của cái việc mà thế chấp stake ETH này trên AV thì nó đã lên tới là khoảng 1,3 tỷ rồi anh em, nó khá là lớn. Và ngày hôm qua đó, một cái câu chuyện ngày hôm qua mà mình cũng xin bật mí cho anh em luôn, là câu chuyện ngày hôm qua khi mình quan sát trước khi làm video cho anh em á, thì cái liquidation threshold của cái bull này đó thì nó là chỉ có tầm cỡ khoảng là 75%. Đó, tầm khoảng là 2 ngày trước, rồi ngày hôm qua là tầm khoảng là 80% thôi. Nhưng mà ngay tại thời điểm video thì nó đã lên tới 81%. Thì anh em nghĩ rằng là đây là một cái câu chuyện mà chúng ta phải cực kỳ thận trọng trong thời gian sắp tới và quan sát thêm. Và tiếp đến á, thì chỉ trong sáng ngày hôm nay thôi thì chúng ta đã nhận được một cái thông tin rằng là trong số 7 cái quỹ mình vừa đề cập đó thì chúng ta có 3AC, tức là một cái quỹ mà mình hay gọi vui đó chính là quỹ ba anh em ba mũi tên đó. 3Arrow Capital là một cái quỹ mà mình nghĩ rằng là rất nhiều anh em biết đến cái quỹ này. Thì cái quỹ này nó đã ra sao, thì trong tối ngày hôm qua thì cái quỹ này nó đã đâm stake ETH qua ETH rồi anh em. Đó, và theo nhiều cái luồng thông tin trên Twitter mà mình ghi nhận được đó, thì như là cái thông tin Twitter của anh Larry Summers là một cái người nghiên cứu ở bên cái trang tin tức nổi tiếng crypto của thế giới luôn là The Block, thì anh có đưa ra một cái rumor, đó chính là những cái khoản vay của 3AC đó thì dường như nó đã bị thanh lý rồi, nhưng mà chúng ta vẫn chưa có bất kỳ một cái bằng chứng nào, một cái căn cứ nào để mà có thể chứng minh về cái điều này. Cái mà chúng ta đang nắm được bây giờ đó chính là 3AC chỉ mới đâm một lượng, nói chung là không nhỏ đâu, tầm khoảng là mình nhớ không nhầm là như là 70 triệu đô stake ETH qua ETH vào tối hôm qua thôi. Nhưng mà vào tối hôm qua thì ngay khi cái cú đâm đó thì cũng thực hiện như Alameda Research thì đã có rất nhiều cái nguồn thông tin nó đưa ra như vậy đó, thì chúng ta không thể nào track được. Nhưng mà cái khả năng 3AC đang đứng trước một cái vị thế thanh lý cũng khá là cao khi mà chúng ta nhận được một cái tín hiệu từ ông Yusu, đó chính là co-founder của 3AC. Thì cũng trong ngày hôm nay đó thì ông có đưa lên, ông thông báo ông trưởng hành cộng đồng bằng là cái quỹ của ông đó, 3AC Capital đó, thì đang như kiểu là đang rất tích cực và nỗ lực làm việc để khắc phục vấn đề này và nói với cộng đồng rằng là các bạn đừng có nên lo lắng ha. Và một cái điều nguy hiểm hơn là anh em biết rằng là nếu mà tính về cái tài sản quản lý của 3AC thì nó đang khá là lớn rồi, và nếu mà 3AC bị thanh lý cái khoản vay stake ETH trên AV theo đúng như lời đồn và bị coin rất nhiều lợi như vậy, thì về cái giá thì mình cũng xem ở đâu đó là cái giá mà khi mà để 3AC bị thanh lý thì nó đâu đó nó rơi vào khoảng tầm là 1014-15 đô gì đó. Và anh em biết một cái câu chuyện đó, nếu mà cái vị thế của 3AC mà bị thanh lý đó thì nó dẫn đến đâu không? Tại vì cái việc mà 3AC bị thanh lý, nếu đó là tiền của 3AC thì sẽ không có vấn đề gì bàn cả. Nhưng mà cái số tiền đó thì 3AC lại liên đới tới rất nhiều những cái nền tảng lending khác, như là anh em biết như là BlockFi, như là Nexo, đó như là Celsius, nói chung là rất nhiều những cái nền tảng lending khác. Nó nói một cách dễ hiểu hơn, tức là bây giờ mình cho anh em vay tiền đó, xong rồi anh em cầm tiền của mình, anh em cho thằng A vay, xong rồi thằng A nó cầm tiền của mình nó cho thằng B vay, tức là người này cho người kia vay để kiếm lợi nhuận trên những cái nền tảng vay khác nhau đó. Và cuối cùng á, sau khi mà tất cả đều đổ sập và bị thanh lý á, thì thằng này thanh lý thằng kia thanh lý thằng nọ, và nó kéo theo một cái dây chuyền như vậy. Và thị trường từ lúc đó nó sẽ, thì để cứu được như vậy thì nó phải bắt buộc nó xả token ra thị trường thôi đó. Mình nói vậy cho anh em dễ hiểu. Và cái khối tài sản của 3AC thì nó khá là lớn anh em, nên đây cũng là một cái sự kiện black swan mà mình cho rằng là mình sẽ không nhận định nó là đúng hay là sai về hành động của Celsius, mình sẽ không nhận định nó là đúng hay là sai hành động của Alameda Research trong cái việc mà họ khơi mào cho cái lỗ hổng này khi mà họ chuyển việc stake ETH qua ETH để cho mọi người hoài nghi và mọi người phát hiện được cái này, và cũng không có phán xét ai đúng ai sai cả, tại tất cả chỉ vì cái vấn đề là những cái quỹ trader trên thế giới họ cần phải có những cái chiến lược phòng hộ rủi ro cho riêng họ, và bất kỳ ai trong chúng ta cũng sẽ có những lúc chúng ta cắt lỗ, chúng ta chốt lời mà thôi, tại vì thị trường này nó sẽ không có đúng, không có sai. Nên mình hy vọng rằng là sau cái video này thì anh em cũng đừng có nên quá là phân biệt giữa là đúng hay sai trong cái câu chuyện này cả, đúng không? Đó rồi, và đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với em gói gọn trong cái sự kiện của Celsius stake ETH và ETH đó.
Và cái vòng xoáy khi mà đâm ra thị trường như vậy thì nó sẽ kéo theo một loạt đâm như vậy. Nếu như năm 2018 chúng ta có một cuộc khủng hoảng kinh tế do là các công cụ nợ chồng chéo lên nhau giữa các tập đoàn tài chính, giữa các ngân hàng tài chính, đúng không? Và sau cái cuộc khủng hoảng năm 2008 đó thì cái lý do tiên quyết nhất để giải quyết cái trường hợp đó, để giải quyết những cái sự kiện đen tối đó, đó chính là crypto. Thì crypto đã được sinh ra từ những sự kiện đó như là một cái biện pháp cứu cánh, như là một cái giải pháp mới để mà có thể giúp cho kinh tế thế giới giải quyết được những cái vấn đề công cụ nợ chồng chéo đó. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại, khi mà cái câu chuyện mình vừa trình bày cho anh em, thì phần nào đó chúng ta có thể hình dung được rằng là crypto lại đang đi chính vào cái vòng xoáy khi mà rất nhiều công cụ nợ chồng chéo lên nhau. Ông này lấy tiền ông kia đi làm, đi vay cho ông khác, rồi ông khác lại lấy tiền vay đó lại cho ông khác vay. Đó, rất nhiều công cụ nợ nó liên tục như vậy. Và khi mà có một cái cú bất ngờ quay xe về giá của Bitcoin, hay là có một cái sự kiện nào đó mà nó tác động mạnh tới thị trường, thì tất cả đều đổ sập theo cái hiệu ứng dây chuyền như vậy. Và nói đến đây thì chúng ta cũng phải nên ngẫm nghĩ lại về một cái bức thư của Andrew Grunger, khi mà ông đã nói với cái thị trường crypto của chúng ta vào tầm khoảng là mình nhớ và tầm khoảng 2 tháng trước, đúng không anh em? Tại vì khi mà Andrew Grunger, một người được mệnh danh là bố già DeFi, thì khi mà ông rời thị trường thì đã có rất nhiều người chỉ trích ông, và sau đó ông quay lại, ông viết một cái tâm thư mà cũng rất nhiều người cười nhạo ông vào cái thời điểm đó, khi cho rằng là cái này nó vô lý. Nhưng mà đến bây giờ khi mà chúng ta ngồi lại với nhau, chúng ta nhìn lại cái sự kiện nó vừa xảy ra, và chúng ta có thể thấy được rằng là có lẽ phần nào đó Andrew Grunger và Vitalik Buterin đã đúng rồi. Khi mà ông nói, khi mà cả hai người này họ đều nói một cái quan điểm rằng là đúng, trong thị trường crypto, vào một cái thị trường mùa đông crypto, thì chúng ta nên tập trung vào cái việc gọi là phát triển dự án hơn. Chúng ta nên tập trung vào những cái giá trị cốt lõi của crypto nhiều hơn là việc chúng ta FOMO với nhau, chúng ta tìm kiếm lợi nhuận trong cái thị trường này, mà chúng ta không tiến đến một cái giá trị cao thượng hơn, đó chính là thay đổi cái nền tài chính cách mạng toàn cầu. Và ngay cả chính bản thân của riêng Andrew Grunger, ông cũng nói cái điều đó. Crypto đã được sinh ra với sứ mệnh như vậy, nhưng mà chính những con người của chúng ta lại không thực hiện được cái sứ mệnh đó, và chúng ta thậm chí chúng ta còn thay đổi cái bản chất của crypto, trở thành một trò chơi cờ bạc, trở thành một cái gì đó vụ lợi cho cá nhân mục đích của chúng ta. Và cái điều đó Andrew Grunger cũng khẳng định là đối với ông, khi mà ông nhìn thấy được tất cả những cái điều đó, thì crypto đã thực sự chết rồi. Đó, thì đó là những cái tóm gọn, ngắn gọn mà Andrew Grunger đã để lại. Và ông nói rằng là nếu crypto có thể tiếp tục phát triển và theo cái mong muốn của ông, thì chúng ta cần phải có những cái quy định pháp lý để mà có thể một phần nào đó cải thiện lại và bước lên từ bùn đất, khi mà chúng ta đã trải qua dường như là hơn gần một thập kỷ với crypto rồi, đúng không? Đó, thì đó là những gì mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Và mình nghĩ rằng cái video ngày hôm nay nó cũng khá là dài rồi, nên mình xin tạm dừng tại đây. Và rất cảm ơn anh em đã đồng hành với mình trong một cái video nó cực kỳ quan trọng trong tuần này. Hẹn gặp anh em ở tuần sau nha. Bye bye.